bố cho đi gót chào cả nhà. Tại gia đình ấy, chị em cái cháu nha. Ra đây được mà. Cứ ba quay. Cái cháu xem. Chớ là quá nè. Xây đủ chỗ nha. Vô. Chào những gió, xin chào cả nhà, đại gia đình, anh chị em, các cháu. Tiếng gió quá ngoài bão tiết này nè ơi. Nè, cái gì nè, bão tiết, đang tiết rơi á. Nè, bão tiết á. Tiết đang rơi. Rơi mạnh lắm bên này. Sớm rồi Mỹ bay mất tới vậy đó. Cái phít của mình chuỗi cho thế này, thấy không, chuỗi lá hết rồi. Đây nè, tiết này thấy không, bay giờ bay dứt mình bay nè. Tiết xuống vậy đó, đó. Gia đình, anh chị em và các cháu, nhà mới tươi đẹp, nhà mới ăn lành hạnh phúc nha. Ok nè, nhà bảo tiết rồi nè, nè cả nhà xem nè, tiết rơi nè. Nè, nè mình đang live stream vừa xong tiếng mà hơn tiếng mà ra đây lần nữa nè, bay hứa đây cả nhà đại gia đình.
xe tư anh vậy nè. Dũng ở đây đi chiếc xe của bạn. Đi chung cái xe đó. Xem à, lạnh buốt xương luôn á. Nó đang xuống tiết á. Em đi xem này, đang xuống tiết nè. Bảo tiết á. Đầu dùng nó mắc là kỳ nha. Bữa nay chắc ngoài phố Tàu rồi đó, chai nở thao chắc không ai ra bán ở ngoài đâu. Chỉ có vô siêu thị thôi. Bữa nay mình tính đi nữa nè. Lạnh quá. Chắc không đi được rồi. Bữa nay cũng mua 4 trận đồ rồi, ông xã mỗi thay 600 mấy thằng bạn mình đó, 2-3 lần 300 rồi, ông Dũng nữa. Hôm nay 3 cái tủ lạnh này dốc rồi, Tú Anh mua nó chứ, và ông Tú Anh mua mấy trăm bạn nữa, trên 2.000 bạc rồi. Em á, bảo tiết vậy á. Mấy tiếng đồng hồ đó nha, vậy đó. Nó bay lên như khói bay vậy. Như lắm mày ơi. Này dưới không độ Việt Nam không biết nhiêu độ nữa. Gió này nó hạ xuống quá trời luôn. Ok, đi đi. Cứ ra ngoài đứng xa, bay xa cho nhà xem ra té, bây giờ nó thành đá luôn rồi nè. Ngày mai nó định hôn nữa. Ok bye. Ok đây là cái sao của mình nha nhà ơi. Tại gia đình ơi cái này. Nè nó bay tiếp nè. Nhà xem mà tiếp bay nè. Chẳng biết sao nè.
tường nè, bay lên tường luôn rồi. Ảnh với tay cầm cái cây đó không nổi nữa. Mấy cái thủ nào hôm đó sợ cúp điện nè, mấy bữa bão á, cái dân gái mua nước nó để vô nè. Lạnh quá, lạnh để cầm cái đồ không nổi luôn. Không biết bão tiết gì mà Dũng thì sao không nữa. Nó cho con đi lát gọi điện thoại coi. Quên sáng giờ quên gọi điện thoại nha. Để lo phục vụ cho đại gia đình anh chị em các cháu. Đi đây chim trễ rồi phải dậy nè nè rồi ra ngoài quay nữa. Giờ mới nhớ đi gọi điện thoại cho cháu nó coi nó giờ nó ở đâu rồi. Ok, cảm ơn nhiều nha cả nhà. Đại gia đình anh chị em các cháu nha. Ngày mới tươi đẹp. Ăn Tết vui vẻ. Ok. Ok. Bấm gần cho thấy người bay gõ nè, bấm được đi, tay đau quá, tay tê quá, bấm ăn nè, ướt mẹ mà nó không ăn, thôi kệ đi, vậy đi, ok bye. Chào Ni Giáo, xin chào. Mình này đứng ngay trên lầu cửa sổ, cửa sổ, ngay trên lầu 2. Bữa nay Dũng có nhà nữ cường dân Thái Tư Anh nè, đi đẩy tiết, kêu bằng có cái máy thổi nó, dọn đường lấy xe ra. Này ra cái này có cái lưới à. Quay nó không rõ không? Đây mày nó có cái lưới rồi á. Chứ giờ em thấy nó mờ mờ. Nhưng mà tạm thời cũng cảm đi nha. Đang gái mình nè. Cho nó gần chút xíu nha. Nữ cường nhân. Đây thấy nó mờ. Mình ở trên cửa sổ trên lầu. Cháu nói là bữa nay Dũng có nhà nãy gọi phone không thấy bắt phone, không biết ông núi đâu. Tiết lạnh quá không biết làm sao đây đó. Để mình nhắn tin nha coi. Nè thổi ra. Ở nhà thấy ông thổi ra phun phun lên. Tại cái cửa này nó đóng kín nó mở ra nó lạnh quá. Đó, ok. Yeah, ok. Đây là Thái Tú Anh nè, ly xà thổi đó nó phun quá. Ừ. Mà tại vì cái lưới để cái lưới thấy gõ lưới quá à.